hàng Trung Quốc. Để em bé cái này. Em ngồi đây. Anh em ngồi đây mà không. À tế nó gửi 2 triệu. À, tức là lâu lâu thoảng lại gửi về không bằng. Thỉnh thoảng nó gửi cái gì ạ? Của nó. Thì gửi về ít để gửi mua giày dép. Như vậy là quả áo được hay đưa tiền về cho con. Như vậy là sang bên kia là lập gia đình như thế nào? Hôm nay thế này nhá, bà nhá, với lại em nhá. Trước tiên là xin giới thiệu với lại gia đình. Đây là bạn Lưu Trường Hải, lớp trưởng của lớp bạn Dâm đang học. Dâm đây ngồi đây Dâm. Đinh Thị Thu Hà là giáo viên chủ nhiệm của bạn Dâm. Còn thầy đang cầm máy quay kia là thầy Bạc Cầm Việt, là tổng phụ trách đội của nhà trường. Đây là cô Vũ Thị Thu Phương là phó hiệu trưởng. Bên cạnh là cô Cà Thị Cương. Còn thầy thì là thầy Trần Anh Dũng là hiệu trưởng. Thế thì thực hiện cái tháng cao điểm của vì người nghèo thì nhà trường các thầy cô cũng phát động là với cái tấm lòng của mọi người ủng hộ cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Đấy, thì trong đó có cả sự ủng hộ của các thầy cô, các cán bộ của nhà trường và cả các bạn học sinh nữa. Đấy. Của thì ít nhưng mà lòng thì nhiều. Đấy, có bạn thì ủng hộ 1.000, có bạn thì 2.000, có bạn thì 5.000. Thế là tổng số tiền ủng hộ thì được 2 triệu. Thì nhà trường đã dành tặng cho 2 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bạn là 1 triệu đồng. Thì với cái số tiền là 1 triệu đồng ấy thì các thầy cô đã dẫn các em là trực tiếp đi mua đồ. Tức là thích cái quần áo nào thì mua cái đó. Đấy, có mua quần áo này, mua giày dép này. Đấy. Rồi là mua cả những cái đồ dùng trong gia đình hàng ngày. Đấy, có gạo này. Có gạo này, có mì tôm này. Đấy. Thì trong quá trình đi mua thì lại còn được các chủ cửa hàng là người ta lại giúp đỡ nữa. Người ta cũng biết hoàn cảnh khó khăn thì người ta lại bán rẻ hơn bình thường. Thế là cái số lượng mua là cũng sẽ được nhiều hơn. Đấy, thì hôm nay các thầy cô trong nhà trường và có bạn lớp trưởng ở đây đến thăm gia đình và có chút quà để gửi tặng cho cá nhân em Dông và gia đình. Đấy, thì cũng mong là gia đình cố gắng làm ăn và giữ gìn sức khỏe và luôn luôn quan tâm là tạo điều kiện cho cháu để đi học để sau này biết được cái chữ thì vẫn vất vả hơn. Thank you.